Cận cảnh bên trong căn hộ 220 tỷ từng gây xôn xao dư luận của diễn viên Trần Bảo Sơn, nhìn nội thất đã biết đắt đến mức nào. Diễn viên Trần Bảo Sơn từng gây xôn xao dư luận khi tự thưởng cho mình một căn hộ penthouse sang trọng ngay trung tâm quận nhất, với bốn bề là kính nhìn toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ của Trần Bảo Sơn ở trên tầng cao cách mặt đất 108m, rộng 300m2, với bốn bề là kính như ở giữa những khối pha lê mát lạnh. Ở đây, chủ nhân được tận hưởng cuộc sống trong góc nhìn 360 độ. Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định căn hộ của nam diễn viên có giá không dưới 10 triệu đô, khoảng 220 tỷ đồng. Trần Bảo Sơn trong cơ ngơi của mình, căn hộ trên cao và nhìn được toàn cảnh của Sài Gòn, nội thất sang trọng đẳng cấp. Góc làm việc sang chảnh, phòng ngủ tông trầm mang đến vẻ thanh lịch. Trần Bảo Sơn vô cùng hạnh phúc trong không gian ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của anh được thiết kế sang trọng, thích hợp với phong cách doanh nhân. Anh cho biết rất thích vẻ đẹp về đêm với những ánh đèn trong căn nhà sang trọng. Hiện tại Trần Bảo Sơn vẫn bận rộn với công việc kinh doanh và lựa chọn một vai diễn phù hợp để tiếp tục với điện ảnh.